Kính thưa giáo sư Nguyễn Đức Công, kính thưa bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thị Mai Hồng, kính thưa tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Trí cùng kính thưa các anh chị đồng nghiệp ở trên đầu cầu đang theo dõi cái chương trình ở CMP, và rất là trân trọng cảm ơn công ty Nova Tip và công ty GSK hôm nay đã tạo điều kiện cho tôi ngày hôm nay được nói về một cái chủ đề nó cũng gần như là mới nổi ở tại Việt Nam. Tuy nhiên thì cái vấn đề này ở trên thế giới thì người ta cũng đã cân nhắc và đánh giá rất nhiều, đó chính là cái vấn đề liên quan đến cái chi phí hiệu quả trong lựa chọn ở các cái thuốc để điều trị và đặc biệt là điều trị đái tháo đường. Thì tôi xin bắt đầu cái bài trình bày của tôi. Về đầu tiên thì để nói sơ qua cái tình hình bệnh đái tháo đường như thế nào thì tôi xin vắn tắt về mặt dịch tễ. Thì có thể thấy là cái số lượng người mắc đái tháo đường thì theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 1980 đến năm 2014 thì tăng hết sức là đáng kể, và hiện nay thì đái tháo đường là một trong chín cái nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất thế giới. Còn tại Việt Nam chúng ta thì sao? Còn tại Việt Nam chúng ta thì theo các cái thống kê thì có thể thấy là 20 người Việt Nam trưởng thành thì có một người mắc đái tháo đường, và đồng thời là cái số lượng người có triệu chứng đi tiền đái tháo đường cao gấp 3 lần số lượng người có mắc đái tháo đường. Và đồng thời thì theo một số cái nghiên cứu phân tích tổng hợp thì có thể thấy là hiện nay là có khoảng 5,7 triệu người mắc đái tháo đường hiện tại đang sống tại Việt Nam. Và cũng theo một số cái nghiên cứu hồi trước đây thì người ta thống kê rằng là tới năm 2030 thì đái tháo đường là một trong những cái bệnh hàng đầu gây tàn tật và tử vong. Tuy nhiên thì theo có một nghiên cứu gần đây vào năm 2020 thì chuyện đó đã thành sự thật, đó là đái tháo đường đã chuyển dịch từ năm 1990, chưa xuất hiện trong 10 cái bệnh gây tử vong, và sang năm 2017 thì đã trở thành một trong 7 bệnh hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam. Còn về cái chi phí là cái gánh nặng bệnh tật do đái tháo đường gây ra thì như thế nào? Thì ở Mỹ được ước tính vào năm 2017 thì tổng chi phí dành cho đái tháo đường là 327 tỷ USD, và trong đó thì 237 tỷ USD là cho thuốc đái tháo đường và đến 30% tổng tiền thuốc là sử dụng cho điều trị biến chứng. Thì ở đây tôi xin phép gợi nhớ một số cái lý thuyết liên quan tới cái kinh tế y tế, cái kinh tế dược. Thì trong cái chi phí kinh tế y tế và chi phí kinh tế dược thì chúng ta sẽ có hai cái thành phần chi phí, đó chính là cái thành phần chi phí hữu hình và chi phí vô hình. Thì đối với lại các cái chi phí vô hình hiện tại rất là khó ước tính, do đó thì trong các cái nghiên cứu và các cái phân tích liên quan đến kinh tế y tế thì người ta sẽ tạm chấp nhận chưa có ước tính cái chi phí này vào. Và trong cái chi phí hữu hình thì chúng ta sẽ có cái chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Thì giống như chúng ta thấy ở đây có thống kê là ở Mỹ là 90 tỷ USD là giảm năng lực hoạt động, đó chính là cái chi phí gián tiếp do bệnh đái tháo đường gây ra. Và cái chi phí trực tiếp mà đặc biệt là chi phí trực tiếp y tế, đó chính là cái chi phí sử dụng thuốc cho bệnh đái tháo đường. Còn tại Việt Nam, về cái quan điểm thì tùy mỗi cái góc nhìn thì chúng ta sẽ có từng cái nhóm chi phí mà chúng ta quan tâm. Tôi ví dụ như là ở góc nhìn của cơ quan cung cấp như là góc nhìn của bệnh viện thì chúng ta chỉ quan tâm đến một cái là chi phí trực tiếp y tế mà thôi. Còn về góc nhìn của cơ quan chi trả thì người ta cũng chỉ quan tâm đến chi phí trực tiếp y tế. Còn đối với người bệnh thì sao? Đối với người bệnh thì người ta quan tâm cả chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Đó là những cái chi phí mà người ta mất đi trong quá trình người ta điều trị bệnh. Còn tại Việt Nam thì vào năm 2017 tôi và một số cộng sự có thực hiện một cái nghiên cứu ước tính cái chi phí điều trị bệnh đái tháo đường tại một cái bệnh viện ở tuyến quận huyện. Thì cái kết quả cho rằng là cái chi phí điều trị mỗi tháng của một người bệnh ước tính là đâu đó khoảng 250 USD và chiếm là 20% bình quân đầu người. Như vậy thì có thể thấy là cái gánh nặng bệnh tật do cái chi phí do cái điều trị bệnh đái tháo đường gây ra rất là lớn, và trong đây thì có thể thấy được rằng là 50% cái chi phí điều trị nó đến từ chi phí trực tiếp y tế. Như vậy ngoài ra đó chính là những cái chi phí trực tiếp ngoài y tế và chi phí gián tiếp. Còn đối với cái nghiên cứu này chưa thống kê được cái chi phí cho cái gánh nặng đối với lại cái biến chứng của đái tháo đường. Tuy nhiên thì hiện tại đã có một số nghiên cứu tại Việt Nam cũng đã thống kê được rằng là cái chi phí dành cho gánh nặng đái tháo đường rất lớn. Như vậy thì đó là một sơ sơ qua một số cái dấu hiệu để cho thấy được rằng là cái gánh nặng của bệnh đái tháo đường gây ra cho Việt Nam và trên thế giới. Như vậy thì đối với lại các cái góc nhìn liên quan đến chi phí hiệu quả của thuốc đái tháo đường được uống như thế nào, thì đầu tiên tôi xin chia sẻ một số cái nghiên cứu
Khi trước khi mà cái nhóm thuốc ức chế SGLT2 có mặt trên thị trường, thì để có thể chúng ta hiểu rõ được các cái kết quả của các nghiên cứu này, thì tôi xin phép gợi nhớ một số cái thông tin liên quan đến cái nghiên cứu chi phí hiệu quả là gì. Thì như vậy là trong cái nghiên cứu chi phí hiệu quả thì chúng ta sẽ có sử dụng cái phương pháp là phương pháp đánh giá kinh tế. Thì ở trong đây sử dụng nhiều nhất là hai phương pháp, đó chính là phân tích chi phí hiệu quả và phân tích chi phí phải dùng. Thì cái sự khác biệt của cái phân tích chi phí hiệu quả và phân tích chi phí phải dùng đến từ đâu, đó là do cái kết quả mà chúng ta sử dụng trong cái phép chia liên quan đến cái tỷ số chi phí hiệu quả. Thì nếu như chúng ta sử dụng các cái chỉ số lâm sàng và các cái chỉ số cận lâm sàng, thì các cái nghiên cứu đó thì thường người ta sẽ gọi là nghiên cứu chi phí hiệu quả. Còn nếu như chúng ta sử dụng các cái chỉ số đo lường sức khỏe, ví dụ như chúng ta sử dụng các chỉ số quali hay daily, thì người ta hay sử dụng đó chính là phân tích chi phí phải dùng, vì đây là những cái thông số mà được đánh giá bởi chính người bệnh người ta lựa chọn. Về cái kết quả đó thì chúng ta cũng sẽ thấy là ở bên tay trái của cái slide, thì quý vị cũng sẽ thấy là khi so sánh phân tích chi phí hiệu quả thì chúng ta sẽ thấy là trên cái trục tọa độ này chúng ta sẽ thấy là cái hiệu số của chi phí và cái hiệu số của hiệu quả. Thì như vậy khi nào thì người ta mới bắt đầu đi vô đánh giá sâu hơn về các chỉ số chi phí hiệu quả, thì quý vị có thấy ở đây là khi mà chúng ta thấy là ở góc phần tư thứ nhất ở đây, thì khi mà chúng ta so sánh hai cái liệu pháp thì hiệu số hiệu quả và hiệu số chi phí đều dương, có nghĩa là chúng ta bỏ thêm một chút chi phí và chúng ta sẽ gặt hái thêm một chút hiệu quả. Thì lúc này chúng ta rất là khó cân nhắc trong cái việc là cái liệu pháp của chúng ta lựa chọn nó có tốt hơn hay không, hay là nó có đạt chi phí hiệu quả hay không, hay là chúng ta giảm bớt đi chi phí và chúng ta sẽ có bớt đi hiệu quả. Thì lúc này chúng ta không biết là cái sự giảm bớt này nó có đạt mang lại cái hiệu quả của chúng ta hay không, thì lúc đó chúng ta mới đi phân tích chi phí hiệu quả. Còn nếu như chúng ta thấy có một cái phương pháp mới mà hiệu quả điều trị tốt hơn nhưng chúng ta lại tiết kiệm chi phí hơn, như vậy lúc đó chúng ta có thể kết luận được ngay đó chính là cái phương pháp mới nó sẽ có chi phí hiệu quả hơn phương pháp cũ. Như vậy thì theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta sẽ thấy là nếu như đánh giá chi phí hiệu quả thì chúng ta sẽ lựa chọn dựa trên một cái ngưỡng nào, đó chính là cái ngưỡng GDP bình quân đầu người. Như vậy thì ở tại Việt Nam chúng ta đánh giá thì chúng ta sẽ căn cứ vào một cái ngưỡng là GDP bình quân đầu người của Việt Nam, nếu mà chạy từ 1 đến 3 GDP. Nếu như cái tỷ số ICER này mà nó bé hơn 1 GDP, như vậy chúng ta có thể kết luận là cái phương pháp mới nó rất chi phí hiệu quả hơn cái phương pháp chúng ta so sánh. Còn nếu như nó lớn hơn 3 lần GDP thì chúng ta có thể kết luận được rằng là cái phương pháp mới nó không đạt chi phí hiệu quả hơn phương pháp so sánh. Như đây là một số cái gợi nhớ lại cái vấn đề liên quan đến lý thuyết để chúng ta có thể đi vào để là xem thử xem các cái kết quả nghiên cứu ở trên thế giới người ta đưa ra như thế nào. Thì đầu tiên đó chính là cái kết quả nghiên cứu của tôi và một số cộng sự, thì sử dụng cái nghiên cứu lâm sàng advanced, thì cái sử dụng cái nghiên cứu lâm sàng advanced này thì người ta đã mong muốn so sánh thử xem là cái phương pháp can thiệp sử dụng là cái HB1C nó can thiệp tích cực là bé hơn 6.5 so với 7 chấm thì như thế nào. Thì cái kết quả cho thấy được rằng là nó sẽ giảm được biến cố trên thận. Tuy nhiên thì nếu như cái nghiên cứu này đem tại Việt Nam và áp dụng sử dụng cho người Việt Nam thì nó có đạt chi phí hiệu quả hay không, đó chính là cái câu hỏi nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu chúng tôi đặt ra. Thì cái câu hỏi này sau khi được nhóm nghiên cứu phân tích thì có thể thấy được rằng là dựa trên các cái yếu tố là các cái biến cố trên thận hoặc là quali và số năm sống tăng thêm, thì kết quả cho thấy được rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng các cái can thiệp tích cực này trên người bệnh nó được đạt chi phí hiệu quả. Tuy nhiên á, thì khi mà chúng ta đánh giá một cái nghiên cứu chi phí hiệu quả đó, thì ngoài cái kết quả chính liên quan đến cái kết quả phân tích nền, có nghĩa là sử dụng những cái thông số trung bình để so sánh, thì chúng ta cần phải đánh giá cái độ nhạy của các cái biến số đầu vào. Như quý vị cũng đã biết thì ở tất cả các cái người bệnh thì cái sự thay đổi các cái biến số đầu vào của các người bệnh thì nó sẽ tương đối là đa dạng, và người bệnh này thì nó sẽ có cái thông số như thế này và người bệnh khác sẽ có một cái đáp ứng như thế khác. Do đó thì khi mà chúng ta cân nhắc đến một cái nghiên cứu chi phí hiệu quả thì chúng ta cần phải xem thử xem là những cái tác động của thông số đầu vào tác động như thế nào đến kết quả và kết luận của chúng ta. Thì cái kết quả nghiên cứu này cho thấy được là cái chi phí khi mà chúng ta thay đổi đó
thì nó sẽ mang lại một cái tác động lớn đối với lại cái kết luận liên quan tới chi phí hiệu quả. Điều này thì nhóm nghiên cứu cũng thấy là rất là phù hợp. Tại vì sao ạ? Tại vì cái tất cả những cái nghiên cứu advanced thì sử dụng trên cái dân số của nước ngoài, thì khi mà mang về ước tính tại Việt Nam thì cái thông số nó sẽ không có đáp ứng, và cái giá trị chi phí ở các nước thì nó sẽ khác nhau, do đó làm lệch rất lớn, ảnh hưởng rất lớn đối với lại cái kết quả và cái kết luận. Tuy nhiên thì khi mà phân tích sâu hơn cho tất cả các yếu tố cùng thay đổi thì cái kết luận cho rằng là khi mà chúng ta sử dụng một cái phương pháp điều trị tích cực đối với là người bệnh đái tháo đường thì đạt chi phí hiệu quả, và cái sự đạt chi phí hiệu quả này có độ tin cậy là 60%, như quý vị đã thấy ở trên cái phân tích. Tiếp theo là một cái phân tích tổng quan hệ thống, xem thử xem là khi sử dụng cái thuốc ức chế DPP4 trong điều trị đái tháo đường thì chi phí hiệu quả như thế nào. Thì ở đây nghiên cứu này người ta tìm được 11 nghiên cứu phân tích chi phí hiệu quả đối với thuốc ức chế DPP4, thì ở trong đây 6 trên 7 nghiên cứu cho rằng là khi DPP4 ở second line phối hợp với metformin thì đạt được chi phí hiệu quả hơn so với SU cộng với metformin. Tuy nhiên á, thì khi mà người ta so sánh giữa DPP4 và TZD á, thì cái DPP4 đạt chi phí hiệu quả, nhưng cái kết luận về cái sự đạt chi phí hiệu quả này có tính bất định cao, vì cái thông số đầu vào nó có cái tính bất ổn định cao. Ở trong đây đó thì chúng ta thấy là có hai cái nghiên cứu cho rằng là khi mà phối hợp DPP4 với lại metformin thì đạt chi phí hiệu quả hơn khi mà phối hợp giữa metformin với insulin. Thì tôi khi mà đi vào sâu trong hai cái nghiên cứu này thì cũng xin nhắc nhở quý vị là trong hai nghiên cứu này thì chỉ có một nghiên cứu là đặt ra câu hỏi chính thống là khi so sánh giữa DPP4 khi phối hợp metformin như thế nào với insulin khi phối hợp metformin mà thôi. Còn một nghiên cứu còn lại thì người ta so sánh một cách gián tiếp. Do đó trong hai nghiên cứu này chỉ có một nghiên cứu là đáng tin cậy đối với lại cái kết luận này thôi. Còn nghiên cứu còn lại thì cần phải có sự xem xét nhiều hơn. Do đó thì cái kết luận lớn của cái tổng quan hệ thống này cho rằng là cần có các nghiên cứu đánh giá dài hạn để tăng độ tin cậy trong khi ra quyết định đối với lại cái nhóm thuốc này. Còn ở tại Trung Quốc thì ở một cái quốc gia mà có một cái cơ cấu bệnh tật và một cái thể trạng giống như Việt Nam, thì người ta vào năm 2020 thì người ta cũng đưa ra một cái nghiên cứu phân tích chi phí hiệu quả cho cái nhà ra quyết định để lựa chọn xem là khi mà cái người bệnh mới được chẩn đoán đái tháo đường thì sử dụng cái chiến lược nào thì nó sẽ phù hợp nhất. Thì ở trong đây người ta sử dụng các cái chiến lược là đầu tiên đầu tay thì người ta sẽ sử dụng metformin, và nếu như không đạt cái mục tiêu điều trị thì người ta sẽ phối hợp thêm các cái nhóm thuốc được uống khác, và nếu như không đạt mục tiêu điều trị nữa thì người ta bắt đầu phối hợp thêm các cái thuốc giãn chích. Thì cái kết quả phân tích cho thấy như thế nào? Thì cái kết quả phân tích là cái chiến lược số 7, có nghĩa là đầu tiên sử dụng metformin, sau đó sử dụng thêm glinic, và tiếp theo là sử dụng metformin cộng insulin hoặc metformin cộng GL1, chủ phần GL1, thì đạt được cái chi phí hiệu quả, và cái liệu pháp này cho thấy được cái sự vượt trội so với lại các cái chiến lược phối hợp khác. Thì ở đây một cái phân tích ở trên cái trục tọa độ có thể thấy được rằng là khi mà chúng ta phối hợp sử dụng cái chiến lược là cái chiến lược mà metformin, sau đó sử dụng tới SU và sau đó phối hợp với lại insulin thì cho cái chi phí thấp nhất, có nghĩa là chúng ta tiết kiệm được chi phí cho người bệnh nhiều nhất. Tuy nhiên thì cái hiệu quả gặt hái cho người bệnh thì tương đối thấp. Và tuy nhiên trong đó thì cái chiến lược sử dụng metformin và phối hợp với glinic sau đó phối hợp thêm insulin thì đạt được cái chi phí hiệu quả cao nhất đồng thời so với lại các cái chiến lược khác. Như vậy thì từ đây cái nghiên cứu này người ta khuyến cáo khi mà đối với lại những người bệnh mà mới được chẩn đoán đái tháo đường thì sử dụng cái chiến lược này nó sẽ đạt được chi phí hiệu quả cho người bệnh và kể cả cho cái cơ quan chi trả bảo hiểm ở tại Trung Quốc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp đối với lại là khi trên thị trường có cái nhóm thuốc ức chế SGLT2, đây là một nhóm thuốc mới ở trong điều trị đái tháo đường, thì các cái kết quả của phân tích chi phí hiệu quả như thế nào? Thì đầu tiên đó là dựa vào cái nghiên cứu lâm sàng so sánh giữa cái empagliflozin so với lại cái climepiridine, thì người ta mới phát triển thêm một cái nghiên cứu chi phí hiệu quả so sánh
dài hạn hơn, có nghĩa là cái nghiên cứu lâm sàng này chỉ mới đánh giá ở 140 tuần là khoảng 2 năm, còn cái nghiên cứu phân tích chi phí hiệu quả này thì sẽ kéo dài hạn hơn là trên vòng 50 năm, có nghĩa là cả một cái quá trình người bệnh để xem thử xem là ngoài cái lợi ích liên quan đến lâm sàng thì cái chi phí mà người bệnh gặp phải trong quá trình điều trị thì nó như thế nào. Thì kết quả cho thấy đó, thì quý vị nhìn bên tay tay phải màn hình thì cho thấy được rằng là các cái biến cố trên thận hoặc là cái biến cố trên tim mạch thì khi mà sử dụng cái empagliflozin thì cho thấy được cái giảm được các cái biến cố này, giảm được các cái biến cố này. Và đồng thời khi mà phân tích chi phí hiệu quả thì cho thấy được khi mà chúng ta sử dụng cái empagliflozin so với lại sử dụng cái climeverit thì đạt chi phí hiệu quả ở các cái người bệnh đái tháo đường không bị các cái bệnh tim mạch, mà các người bệnh khi mà sử dụng đơn trị metformin không thành công. Và cái kết quả phân tích cho thấy là dựa vào cái ngưỡng chấp nhận chi trả ở tại quốc gia này thì cho thấy được là cái độ tin cậy của cái kết quả nghiên cứu này rất là cao, có nghĩa là trên 90%, trên 90%. Ngoài ra thì người ta cũng so sánh tiếp giữa một cái nhóm thuốc khác là dapagliflozin so với lại sulfonylurea, thì có một cái nghiên cứu lâm sàng một năm phân tích giữa cái sự non-inferiority, có nghĩa là cái sự không tệ hơn giữa cái nhóm thuốc ức chế SGLT2 với SU này xem như thế nào. Thì trong cái nghiên cứu lâm sàng thì cho thấy được rằng là cái ức chế SGLT2 so với SU thì các cái hiệu quả thì không có tệ hơn so với lại SU. Tuy nhiên nó có một cái là nó sẽ kiểm soát được cái cân nặng của người bệnh tốt hơn. Thì cái nghiên cứu này phân tích được dài hạn hơn để xem coi cái sự hiệu quả liên quan đến cái kiểm soát cân nặng này có giúp người bệnh cải thiện về cái chất lượng sống hay không. Thì cái phân tích cho thấy được rằng là như quý vị thấy trên slide thì cái số năm sống tăng thêm khi sử dụng dapagliflozin so với lại sulfonylurea đó thì tăng thêm chỉ có 0,05 năm thôi. Tuy nhiên đối với lại cái quality, có nghĩa là cái chất lượng sống của người bệnh trong một năm tăng thêm đó, thì tăng lên đến 0,467. Như vậy có thể thấy được rằng là nếu như chúng ta so sánh giữa các cái chỉ số về mặt lâm sàng bình thường thì chúng ta có thể thấy là cái sự cải thiện nó không đáng kể. Tuy nhiên nếu mà đánh giá về mặt chất lượng sống của người bệnh thì cho thấy được là cái hiệu quả nó rất đáng kể, và cái kết quả cho thấy được rằng là cái dapagliflozin này so với sulfonylurea thì đạt chi phí hiệu quả với độ tin cậy rất cao. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng cái kết quả này trong nghiên cứu và hoặc là trong thực hành lâm sàng thì chúng ta nhớ một cái vấn đề là cái kết quả này nó có một cái sự nhạy rất cao đối với lại khi mà chúng ta thay đổi cái chất lượng và cái hiệu quả đánh giá của người bệnh trên cái cân nặng của người bệnh. Vì sao? Vì trong cái nghiên cứu này thì người ta sử dụng các cái mô hình và các cái ước tính của một cái quốc gia khác so với lại cái quốc gia mà hiện tại người ta đang đang đánh giá. Tiếp theo thì so sánh giữa cái thuốc ức chế SGLT2 và năm cái nhóm thuốc khác, như chúng ta thấy cái chiến lược bên slide bên tay phải như thế nào, cũng như là đầu tiên khi sử dụng metformin nếu như người bệnh không đáp ứng thì tiếp theo người ta sẽ phối hợp thêm ức chế SGLT2 hoặc là ức chế DPP4 hoặc là SU hoặc là insulin, và tiếp theo nó sẽ có các cái liệu pháp điều trị tiếp nối. Thì cái kết quả cho thấy được là ở cái tay thứ sáu, ở cái tay thứ sáu đó là cái sự phối hợp giữa metformin sau đó tăng bậc lên là phối hợp metformin và SU thì cho được cái chi phí điều trị của người bệnh thấp nhất. Tuy nhiên thì cái chỗ này cái hiệu quả gặt hái lại là thấp nhất. Và cái tay thứ một và tay thứ hai đó chính là sau khi điều trị metformin không có đáp ứng thì phối hợp thêm ức chế SGLT2 thì cho thấy được rằng là có cái chi phí cao hơn, tuy nhiên gặt hái được cái hiệu quả cao hơn. Thì như vậy trong cái kết luận này thì người ta mới so sánh là trong cái bối cảnh mà cái ngưỡng chi trả, chấp nhận chi trả nó là 770.000 cái đô la Đài Loan, thì ở đây là cái nghiên cứu này được thực hiện tại Đài Loan, thì cái kết quả như thế nào? Thì cái kết quả này cho thấy được rằng là trong cái khoản mà ngưỡng chấp nhận đối với lại cái người bệnh mà có cái ngưỡng chi trả thấp thì cái tay số 6 và tay số 7 thì cho cái chi phí hiệu quả cao hơn, và nếu như ngưỡng chấp nhận càng ngày càng tăng thì chúng ta sẽ chuyển dịch sang phối hợp sử dụng là cái phương pháp điều trị giữa tay số 1 và tay số 2, đó chính là metformin sau đó phối hợp với ức chế SGLT2.
À, như vậy thì cái kết quả nghiên cứu này cho người ta thấy được một cái chiến lược điều trị rất là hấp dẫn, đó chính là dựa trên cái chi phí và cái ngưỡng chấp nhận chi trả của người bệnh, thì người ta sẽ có những cái biện pháp và những cái chiến lược sử dụng thuốc cho nó phù hợp, vừa có thể tạo ra được một cái chất lượng điều trị tốt mà vừa có thể tiết kiệm được cái chi phí cho người bệnh. Tiếp theo có một cái nghiên cứu liên quan đến đánh giá chi phí thỏa dụng giữa dapagliflozin và azacitidine. Thì ở đây thì người ta đặt ra một cái vấn đề là gì? Đặt ra một cái vấn đề là ở ban đầu thì người ta thấy là cái sự phối hợp giữa dapa, saza và cái metformin trong cái điều trị đó về mặt ngắn hạn thì có thể giảm thiểu được cái biến chứng cho người bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên á, thì người ta rất là băn khoăn, tại vì khi phối hợp cả ba cái nhóm thuốc này trong cái điều trị đối với là người bệnh đái tháo đường á, mặc dù làm giảm được cái biến chứng cho người bệnh, tuy nhiên á, lại làm tăng cái chi phí điều trị rất là cao. Do đó để có thể xem xét được cái sự mà chi phí hiệu quả đối với lại cái phương pháp này đó, thì người ta mới đánh giá một cách dài hạn hơn là cái chiến lược phối hợp đó chính là phối hợp đa ba cộng xa xa, hoặc là sử dụng cả ba nhóm này, hoặc là sử dụng xa xa cộng với metformin. Thì cái kết quả nghiên cứu này cho thấy như thế nào? Thì ở đây chúng ta có thể thấy là nếu như chúng ta phối hợp cả ba cái nhóm thuốc này lại thì cái chi phí điều trị rất là cao, chi phí điều trị rất là cao, và tổng chi phí điều trị thì cao hơn so với lại khi mà chúng ta phối hợp đa ba với lại metformin. Và cái kết quả phân tích độ nhạy cũng cho thấy được rằng là nếu như các cái sự bất định của các cái thông số đầu vào thì cái kết quả cũng giữ nguyên như vậy. Như vậy thì cái kết luận cho rằng là khi mà chúng ta điều trị thì về mặt ngắn hạn, mặc dù là phối hợp cả ba thuốc thì sẽ giảm thiểu được cái biến chứng cho người bệnh, tuy nhiên về mặt dài hạn hơn trong nghiên cứu này đánh giá là 50 năm thì cho thấy được rằng là khi phối hợp giữa đa ba và metformin thì đạt được cái chi phí hiệu quả hơn so với lại khi mà phối hợp xa xa với metformin hoặc là phối hợp cả ba nhóm thuốc này. Tiếp theo có một cái nghiên cứu rất là thú vị ở Mỹ, ở Hoa Kỳ, thì người ta mới so sánh giữa cái empagliflozin so với cái sitagliptin. Thì ở chỗ này đó thì nghiên cứu này người ta đặt ra một cái câu hỏi là gì? Là đầu tiên là cái người bệnh sẽ điều trị với metformin, và tiếp theo là khi người bệnh không có đáp ứng được thì người ta cái chiến lược đầu tiên là người ta sẽ phối hợp metformin với lại empagliflozin, hay là người ta lại phối hợp metformin với sitagliptin. Thì người ta xem thử xem là hai cái sự phối hợp này, cái sự phối hợp này nào đem lại cái chi phí hiệu quả hơn cho cái người bệnh đái tháo đường. Thì cái kết quả phân tích cho thấy được rằng là như quý vị thấy bên tay phải của màn hình, thì đối với lại những người bệnh mà không có cái bệnh tim mạch, không có cái bệnh tim mạch, thì cái biến cố mà gặp phải đó, khi mà sử dụng giữa hai cái chiến lược so sánh này thì gần như là tương đương nhau. Tuy nhiên đối với lại những người bệnh đó, mà có cái biến cố tim mạch trước khi mà mắc đái tháo đường đó, thì cho thấy là khi mà sử dụng cái chiến lược là phối hợp metformin với lại empagliflozin ở cái second line thì cho thấy được cái sự giảm thiểu ở các cái biến cố khi mà điều trị, và đồng thời cũng cho thấy được rằng là khi phân tích tình huống giữa hai nhóm là nhóm người bệnh có biến cố tim mạch và nhóm người bệnh không có biến cố tim mạch, thì cái chi phí hiệu quả khi phối hợp cái ở second line giữa metformin và empagliflozin thì cho thấy được đạt cái chi phí hiệu quả rất cao so với việc là chúng ta sẽ phối hợp metformin với sitagliptin. Như vậy thì ở đây cái nghiên cứu này cho thấy được một cái vấn đề là chúng ta có thể đặt ra những cái câu hỏi trong cái phối hợp điều trị để xem thử xem cái sự phối hợp nào đạt cái chi phí hiệu quả cao cho người bệnh. Và đồng thời nhóm nghiên cứu này cũng làm tiếp một cái nghiên cứu so sánh giữa empagliflozin và liraglutide. Thì cái kết quả cũng cho thấy cái tương tự là khi mà chúng ta phối hợp giữa metformin với lại empagliflozin thì cho thấy được rằng là cái chi phí hiệu quả nó ở mức là ở mức vượt trội so với lại cái tay còn lại khi mà chúng ta phối hợp metformin với lại ức chế DPP4 khi mà chúng ta sử dụng metformin không có đạt được mục tiêu. Và ở đây thì nghiên cứu này cũng phân tích sâu hơn ở các cái nhóm, ví dụ như nhóm người bệnh mà có hoặc không có cái biến cố tim mạch, hoặc là mở rộng ra cái việc là thời gian điều trị là 1 năm, 3 năm, 5 năm, thì cái kết quả vẫn rất là chắc chắn cho cái kết luận được rằng là khi sử dụng metformin thì chúng ta sử dụng cái chiến lược phối hợp tiếp ức chế SGLT2 thì cho cái chi phí hiệu quả hơn so với lại
khi sử dụng mét thông minh và phối hợp với lại chế DPP-4. Tiếp theo thì đây là một cái câu hỏi đặt ra của một cái nhóm nghiên cứu so sánh giữa là khi mà một cái người bệnh điều trị về mặt dài hạn thì nếu như điều trị metformin thất bại thì sau đó người ta phối hợp thêm DPP-4 hay là điều trị metformin thất bại thì người ta phối hợp SGLT2 thì cái sự phối hợp nào cho thấy được cái sự chi phí hiệu quả hơn. Thì cái kết quả phân tích cho thấy như quý vị thấy trên màn hình thì sau khi điều trị metformin thất bại thì cái sự phối hợp tiếp tục giữa SGLT2 và DPP-4 thì có cái chi phí thấp hơn, có cái chi phí hơn và đồng thời cái quality, đó chính là cái chất lượng sống của người bệnh thì tăng hơn so với lại cái chiến lược là phối hợp metformin và thay đổi với lại sử dụng GLP-1. Thì cái phân tích độ nhạy cũng thấy là như quý vị đã thấy là phân tích độ nhạy thì nó đều nằm ở cái mặt phẳng, có nghĩa là tiết kiệm hơn chi phí và đạt được cái hiệu quả cao hơn. Và có một cái nghiên cứu thì tổng hợp tại Hoa Kỳ, tổng hợp so sánh giữa các cái thuốc khác so với lại cái ức chế SGLT2 thì như thế nào. Thì cái nghiên cứu này nó có hai cái thiết kế, là thiết kế đầu tiên là thiết kế trong vòng một năm mà thôi, và thiết kế thứ hai là đánh giá về mặt dài hạn hơn là 50 năm. Thì kết quả như thế nào? Thì ở đây là cái kết quả khi so sánh cái sử dụng, cái chiến lược sử dụng ức chế SGLT2 so với lại các cái thuốc uống khác trong cái điều trị đái tháo đường. Thì cái kết quả cho thấy là khi mà sử dụng SGLT ức chế SGLT2 so với lại cái sử dụng GLP-1 và cái sử dụng ức chế DPP-4 thì cái ức chế SGLT2 chiếm ưu thế hơn, và khi mà so sánh với lại TZD hoặc là SU thì nó có một cái ngưỡng đạt chi phí hiệu quả. Tuy nhiên thì cái nghiên cứu này được thiết kế tại Mỹ, mà cái ngưỡng chấp nhận chi phí hiệu quả tại Mỹ đó chính là 50.000 USD trên một cái hiệu quả tăng thêm. Như vậy thì cũng cho thấy được rằng là cái SGLT2 đạt được cái chi phí hiệu quả. Còn về mặt dài hạn hơn khi phân tích và so sánh ở 50 năm thì cái kết quả này đang có trình bày ở một năm mà thôi, nghiên cứu này cũng phát triển phân tích dài hơn ở giai đoạn 50 năm thì cho thấy được rằng ở hai cái nhóm này thì sử dụng SGLT2 so với lại GLP-1 hoặc là ức chế DPP-4 thì cho được cái kết luận là tiết kiệm chi phí hơn. Thì ở đây tôi xin đưa ra một cái khái niệm thêm nữa là chi phí hiệu quả và chi phí tiết kiệm. Thì người ta đưa ra là gì? Chi phí hiệu quả có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi bỏ thêm chi phí và tôi đạt được hiệu quả nhiều hơn thì cái sự bỏ thêm chi phí của tôi nó có mang lại cái hiệu quả hay là mang lại chi phí hiệu quả hay không. Còn đối với lại cái kết luận liên quan đến chi phí tiết kiệm, có nghĩa là khi tôi sử dụng cái chiến lược đó thì tôi tiết kiệm được chi phí và đồng thời cái hiệu quả của tôi cũng cũng tốt hơn. Như vậy thì hai cái khái niệm này cho thấy được rằng là cái khái niệm về tiết kiệm chi phí thì nó cao hơn cái khái niệm liên quan đến chi phí hiệu quả. Và ở đây thì tôi xin giới thiệu tiếp hai nghiên cứu cuối cùng ở trong cái bài báo cáo của tôi, là người ta mới đặt ra một cái giả định. Thì ở tại Trung Quốc người ta đặt ra một cái giả định là nếu như chúng ta sử dụng cái thuốc ức chế SGLT2 ngay first line so với metformin thì nó có đạt được chi phí hiệu quả hay không. Thì cái thiết kế nghiên cứu này dựa trên một cái bối cảnh là đã có một số cái nghiên cứu người ta so sánh đối đầu và cho thấy được rằng là khi sử dụng dapagliflozin so với metformin thì cho thấy được là cái hiệu quả nó tương đương. Tuy nhiên thì trong cái bối cảnh ở Trung Quốc thì hiện tại chưa có cái nghiên cứu đối đầu nào trực diện ở tại dân số Trung Quốc hết, do đó người ta mới thực hiện một cái nghiên cứu giả lập và đánh giá chi phí hiệu quả để xem là hiệu quả và chi phí hiệu quả khi sử dụng thuốc ức chế SGLT2 first line đối với điều trị đái đường thì như thế nào. Thì cái nghiên cứu này tổng hợp 71 cái nghiên cứu lâm sàng để cho thấy được các cái chỉ số liên quan đến hiệu lực, biến cố và an toàn. Thì đầu tiên cũng có thể thấy được rằng là khi sử dụng first line so sánh giữa hai tay, cũng như là sử dụng dapagliflozin hoặc là metformin thì cho thấy cái sự giảm HbA1c thì nó cũng tương đương. Tuy nhiên ở đây có một cái điểm sáng mà chúng ta cũng có thể thấy là cái việc mà kiểm soát được cân nặng đối với lại cái tay mà sử dụng dapagliflozin so với metformin thì giảm được, có nghĩa là kiểm soát được cân nặng tốt hơn. Và đồng thời người ta phân tích dài hơn giữa các cái biến cố thì có thể thấy được rằng là cái việc mà kiểm soát cái HbA1c giữa hai cái liệu pháp này thì nó cũng tương đương nhau. Tuy nhiên thì ở cái tay mà so sánh
đánh giá sử dụng thuốc ức chế SGLT2 thì cũng có thể thấy là cái cân nặng được kiểm soát tốt hơn so với lại khi sử dụng metformin trong điều trị. Còn cái hiệu quả liên quan đến các cái biến cố xảy ra một số cái biến chứng thì như thế nào? Thì đối với lại cái tay mà sử dụng dapagliflozin thì cho thấy được rằng là các cái biến cố thì nó cũng tương đương một số biến cố thì nhiều hơn metformin, một số biến cố thì thấp hơn. Tuy nhiên thì nhìn chung nó cũng tương đương, nhưng mà có một cái điểm sáng là chúng ta cũng thấy đó chính là khi mà sử dụng cái thuốc ức chế SGLT2 thì các cái biến cố liên quan đến hạ áp thì nó giảm hơn so với lại metformin. Và cuối cùng tổng hợp lại thì so sánh đánh giá thì khi mà người ta sử dụng SGLT2, nếu như trong một cái giả định sử dụng trong first line điều trị thì nó sẽ đạt được chỉ số hiệu quả so với lại sử dụng metformin trong cái first line điều trị. Tuy nhiên thì một cái vấn đề đặt ra rất lớn trong nghiên cứu này là cái kết quả này mặc dù là kết luận là đạt chỉ số hiệu quả, nhưng các cái thông số đầu vào như là các cái thông số liên quan đến hiệu lực an toàn và đặc biệt là cái mô hình sử dụng để phân tích giả lập đối với lại các cái nghiên cứu này thì nó có độ bất ổn định cao. Do đó thì cái kết luận của nghiên cứu là cần thêm một số cái nghiên cứu và cần thêm những cái đối đầu trực tiếp ở trong cái giả định này để xem là khi sử dụng cái SGLT2 trong first line thì nó như thế nào so với lại điều trị đái tháo đường ở người Trung Quốc. Và một cái nghiên cứu cuối cùng tôi xin giới thiệu đến quý đồng nghiệp ngày hôm nay, đó chính là cái nghiên cứu về chi phí hiệu quả khi mà sử dụng phối hợp ức chế SGLT2 trong first line đối với metformin hoặc là sử dụng trễ hơn đối với metformin. Thì ở đây bắt nguồn từ một cái thực tế là các cái nhóm nghiên cứu ở Úc thì người ta mới nghiên cứu được rằng, người ta thấy được rằng là khi mà người bệnh sử dụng metformin thì sau đó nếu như không có đáp ứng trong vòng 3 tháng thì có thể thay tăng bậc điều trị để kiểm soát được cái biến cố, đi sang được đường huyết. Tuy nhiên thì nghiên cứu ở đây cho thấy được rằng là cái sự trì hoãn đối với lại cái việc mà kiểm soát cái mức đường huyết đối với người bệnh thì nó có thể tới 3 năm. Do đó thì cái nghiên cứu này người ta mới xem thử xem là nếu như người ta phối hợp ngay từ đầu giữa thuốc ức chế SGLT2 và metformin trong cái nghiên cứu này thì trong cái điều trị thì như thế nào. Thì cái kết quả và các cái kết quả lâm sàng và so sánh và các cái kết quả biến cố thì người ta sẽ lấy từ một cái nghiên cứu quan sát ở tại các cái nước Nordic và các cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ở tại các cái nước quốc gia trên thế giới. Và cái kết quả so sánh thì cho thấy được rằng là nếu như chúng ta sử dụng điều trị tích cực ngay từ đầu, có nghĩa là sử dụng ức chế SGLT2 mà phối hợp với metformin ngay từ đầu thì so với lại cái việc mà sử dụng metformin sau đó và nếu như cái người bệnh không đáp ứng được cái mức đường huyết thì phối hợp thêm SGLT2 thì cho thấy được là đạt cái chi phí hiệu quả và cái xác suất mà đạt chi phí hiệu quả cũng như là cái tính ổn định của cái kết luận đối với là cái nghiên cứu này rất là cao. Như vậy cuối cùng tôi xin gửi gắm một số cái thông điệp như sau, đó chính là cái việc mà các cái bác sĩ, quý vị đồng nghiệp và khi trong thực hành lâm sàng thì lựa chọn thuốc, lựa chọn sử dụng thuốc và lựa chọn các phương pháp điều trị thì sẽ tuân thủ theo thực trạng người bệnh, theo kinh nghiệm và tối ưu nhất là theo các cái phác đồ điều trị. Tuy nhiên, nếu như trong bối cảnh mà các yếu tố đó đã cân bằng với nhau thì chúng ta nên xem xét thêm một yếu tố quan trọng không kém đối với người bệnh và cả xã hội, đó chính là yếu tố về mặt chi phí và làm sao để lựa chọn một cái phác đồ điều trị, một cái thuốc điều trị đạt được chi phí hiệu quả. Đó chính là cái mục tiêu của cái bài báo cáo ngày hôm nay, và xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi, và nếu như có câu hỏi gì thì xíu nữa quý vị có thể đặt và tôi có thể trả lời cho quý vị. Và xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn bài trình bày của dược sĩ Lê Đặng Tú Nguyên.